Hello tất cả anh em nha và chào Monodo quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugui đây và chào Monodo quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi đứa chân lý mùa 6 nào. Thì chào anh em, mình sẽ được phép gửi tới cho anh em bài meta hiện tại đang rất là mạnh luôn nha. Đó chính là bài Chundo Gary nè mà. Bài này nó chỉ mạnh thôi nha anh em ơi, chứ nó không có hot. Nên anh em nào biết trước được hoặc là xem sớm được cái video này sẽ là một cái lợi thế rất là lớn cho anh em. Thì cái bài này là tướng hai vàng Gary là Chundo nha. Nên chắc chắn rồi nó sẽ cần một cái lượng đồ chuẩn là 3 món và nó sẽ cần 3 sao. Nên là mình sẽ slow roll nó lên vào 6 để kiếm chung đồ 3 sao ha. Tại vì những con tướng mà 1, 2, 3 vàng carry á, chắc chắn rồi anh em à. Muốn là gọi là muốn top 1 với những con tướng này á, hoặc là muốn lọt top á, thì bắt buộc phải là 3 đồ chuẩn và là tướng 3 sao. Còn tướng 4, 5 vàng carry á, thì một cái lối chơi khác ha. Nhưng mà trận ngày hôm nay thì mình làm slow roll nên mình sẽ nói rõ về việc slow roll ha. Thì đồ chuẩn của con chung đồ này là cái gì? Thứ nhất là nó sẽ cần 3 ti nè. Thứ hai là cần khăn nè. Và thứ ba là huyết kiếm hoặc là bàn tay công lý. Đây là ba món đồ mà có thể chuẩn nhất nha cho chun đồ. Còn nên là mà không có thì có thể biến tấu tùy thuộc theo từng trận đấu, hoặc là nếu mà không có đồ chuẩn như này thì hãy đừng nên chơi một cái đội hình khác mà có đồ chuẩn hơn với cái đồ mà anh em rớt ra nha. Tại vì meta mình đăng lên là hàng ngày và đăng rất là nhiều luôn, nên anh em khỏi cần phải lo là việc thiếu meta. Anh em cứ lên kênh của mình đi shopping đi nè, mà rất là nhiều meta mà mình đã đăng lên kênh hàng ngày nha. Và meta đó hiện tại là vẫn còn đang xài được, tại vì cái phiên bản cập nhật này nó không có nếp quá nhiều và cũng như là không thay đổi quá nhiều. Và những cái meta mà mình đăng lên nó chỉ là nếp nhẹ thôi, vẫn chơi được. Tất cả những bài meta mà mình đăng lên đó, hiện tại là vẫn chơi được ha. Anh em nào mà xem tới hay hãy đừng quên để làm một like nè, đăng ký kênh nè, cũng như là bấm chuông nha để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đã cho kênh ngày, động lực rất là lớn luôn. Và anh em nào muốn xem thêm những cái meta mới nhất á thì hãy ghé kênh mình nha. Cho nên là chưa biết lịch đăng video của mình thì một ngày là mình sẽ đăng hai cái vít, một vít đó là về meta và một vít đó là về đồ dị. Anh em nào muốn theo dõi thêm thì cứ bấm like để tiếp thêm động lực cho mình, mình làm những video chất lượng hơn mỗi ngày thật sự luôn, để gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Ok anh em ơi, cái bài Chundo Carry đi thì chơi thật sự khá là dễ luôn. Tại vì những cái bài mà slow roll tướng 1, 2, 3 vàng thì cách chơi nó cũng chỉ có một thôi nha anh em ơi. Nhưng mà cái độ hình với lại cái trang bị nó hơi khác thôi. Nên tùy thuộc vào trận đấu nào, với lại là tùy thuộc vào cái lõi công nghệ nào nha, thì anh em nên chơi cái bài slow roll nào thì nó sẽ hợp lý và mạnh hơn rất là nhiều. Đừng spam nha, tại vì meta đang cực kỳ nhiều, đừng nên spam. Ra đồ gì, ra tướng gì, ra lõi gì thì hãy nên chơi cái đồ hình mà phù hợp với cái lõi đó nha. Thì cái bài này đồ hình chuẩn mà đã kết hợp thì mình sẽ để một cái link ảnh ở phía dưới. Đó là cái đồ hình mà không phụ thuộc vào ấn, không phụ thuộc vào hệ, và đồ là chuẩn nhất có thể. Đó chính là cái đồ hình chuẩn để em tham khảo thôi nha. Tại vì mới biết chắc chắn luôn là một trận nó sẽ không có đi theo đúng hướng mà em muốn đâu. Nó sẽ ra những cái lõi khác, nó sẽ ra những cái ấn hệ mà em có thể kết hợp vào và đi chung với những con tướng. Hoặc là tướng anh em không roll ra thì em bắt buộc phải kết hợp với con tướng khác rồi. Nên cái đồ hình mà mình đăng gọi là link hình ảnh ở mỗi dưới phần video đó chính là cái đồ hình chuẩn để tham khảo thôi nha. Anh em hãy xem nó như là một cái tư liệu thôi. Còn thực hành như thế nào là tùy bạn em, ok chưa? Ok, ba đồ chuẩn mình sẽ nhắc lại đó chính là cung gỗ nè. Cung bài ti, khăn với lại là huyết kiếm. Huyết kiếm có thể thay được bằng bàn tay công lý. Còn những cái món đồ như là cuồng đao nè, hoặc là vô cực nè, găng bãi thạch các kiểu cho nó kẹp thì những cái món đó là mình chưa có kết hợp được ở đây, mà chưa thử nên mình cũng không biết sức mạnh của nó là như thế nào. Nhưng mà theo meta chuẩn hiện tại nha, đây là ba món đồ chuẩn nhất. Úi dồi, nhìn cái con chuyên đồ mình sợ quá đầu hàng luôn, cái sao vậy trời. Ảo thật đây đây mà. Thì cái đồ hình chuẩn mà đi chung với con chuyên đồ này được thứ nhất chắc chắn luôn phải là đấu sĩ. Tái chế thì không có cần lắm. Tái chế thì mình nghĩ là chỉ cần hai tái chế thôi nên mà, tại vì chun đồ này là bắt buộc phải là ba đồ rồi, nên đi chung với tái chế nó cũng không ngon cho lắm. Đi chung ngon nhất là đấu sĩ nè, và học giả nè, và thuật sư nha, có thể kịp thêm thần tượng nếu như mà anh em muốn chơi những cái bà mà tướng carry nó đứng ở hàng 1 với là hàng 2 thì cái búp thần tượng của anh em nên ở hàng 1 với lại là hàng 2 thì mới nên chơi. Còn hàng 3 với là hàng 4 như là cái trận này, nếu như mà thuật sư với là thần tượng nó ra hàng 3 với là hàng 4 là mình sẽ không chơi thần tượng. Mà nếu nó ra hàng 1 với là hàng 2 thì vẫn có thể chơi. Tại vì cái búp thần tượng là búp phụ thôi, bỏ vào cũng được, không bỏ vào cũng được. Mà quan trọng là phải đi chung với là thứ nhất nha, là đấu sĩ, thứ hai là học giả, kẹp liên tục luôn. Còn anh em thích thì có thể bỏ thêm cái thuật sư vào cho nó cover tốt cũng được.
với lại là khắc chế những cái đồ hình mà liên quan đến sức mạnh pháp thuật đỡ bị sốc đam. Thật sự là con Chundo này mới lên được 3 sao mà nó còn đi chung với thuật sư nữa và còn đi chung với đấu sĩ nữa thì nó thật sự là rất là trâu. Nó vừa trâu, nó vừa tăng với lại là vừa có đam luôn. Bài này mình sẽ nhắc lại nha, là nó không hot ở server Việt Nam. Tại vì mình thấy cái bài này nó hot ở những cái trang web bên nước ngoài là thứ nhất nè, nó đang hot thôi nên mà mới vừa nổi thôi là mình làm luôn á. Hot thứ hai là ở bên server nước ngoài mình thấy người ta chơi dần dần rồi đó. Ở Việt Nam thì mình vẫn thấy vẫn người chơi nhưng mà đánh tầm chục trận hoặc là 20 trận rồi mới thấy tầm 1-2 người chơi cái bài này. Nên nó vẫn còn đang khá là chưa có thịnh hành đó, nên mình làm luôn cho anh em. Mọi người có góp ý gì về cách mình làm video, cách mình bình luận hoặc là mình làm thử thách như thế nào thì hãy cứ bình luận ở phía dưới. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em, từ bình luận góp ý nè, chê khen các kiểu thì thấy cái nào sai thì mình sẽ cố gắng mình sửa lại thôi. Chứ anh em không chê mình, anh em cũng không có khen mình thì mình cũng không biết sai điểm nào để mình sửa. Cứ khen chê là thoải mái. Kênh mình là kênh Văn Minh, ok chưa? Ok, đồ thì còn thiếu có một cái huyết kiếm đó thôi. Huyết kiếm này có thể thay được bằng tay công lý nha. Tại vì nó cũng là một cái chức năng mà cũng là có thêm đam và cũng là có thêm hồi phục thôi. Nên hai cái món này anh em có thể thay đi thay lại cũng được. Trận này khá là hơn khi mà mình lên được chun đồ 3 sao ngay rao 3 chấm luôn. Một cái tốc độ khá là nhanh đó. Tại vì lúc đầu game không có hiểu sao mà tầm rao 3.1, 3.2 gì đó là mình đã có 6 con chun đồ rồi. Không hiểu luôn á anh em ơi. Đấu sĩ cái bà này thì anh em cứ kẹp Tamken vào Mundo, Yad, Vi các kiểu, Illaoi cũng được. Nếu mà ra búp đấu sĩ thì kẹp 6 đấu sĩ. Còn nếu mà ra học giả thì kẹp 4 học giả. Còn nếu như mà ra gọi là thuật sư thì kẹp 3 thuật sư thôi. Ra thần tượng thì lấy luôn cũng được, không sao hết. Hiện tại là mình còn rất là nhiều bài meta. Tại vì meta là cập nhật hàng ngày mà. Với lại là mùa 6 này meta mình không biết ở đâu mà nó gọi là tràn lan luôn á. Cứ mỗi ngày là mình lại tìm được ra một cái meta mới. Nên anh em cứ chơi là thoải mái nha. Meta mình gửi tới cho anh em là hàng ngày. Khỏi là họ phải lo về việc thiếu meta, bị giành meta các kiểu gì đó. Sau khi mà anh em đã Stellaron được con Chundo này 3 sao rồi thì cái việc duy nhất của anh em chỉ cần là đếp máu và lên cấp thôi. Chundo 3 sao thôi là đủ. Lên cấp xong mà kẹp thêm những cái tướng 4-5 vàng khác vào hoặc là đi theo những cái hệ mạnh hơn một tí là ok. Tái chế này mình nghĩ là chỉ nên chơi 2 thôi, không nên chơi 4 cho lắm. Lúc mà về lay nếu như mà anh em roll ra được con Jin sớm thì anh em chơi 4 là vẫn được. Tại vì Jin nó sẽ đi chung với Vi, mà Vi nó sẽ đi chung với Cách Linh, mà Cách Linh nó kích gọi là cảnh binh rồi chị em luôn, nó cũng ok, đấu sĩ luôn mà. Ra sớm mà chơi, nên mình mới nói là độ hình của mình đưa ra để tham khảo thôi. Tùy tướng anh em ra lúc nào với lại là lõi nó như thế nào nữa ha. Con Chundo này đam kiểu là mưa dần thấm lâu. Hầu như là mình thấy con này mà carry ở tầm đánh gần và đứng O1 với lại là O2 nó cần nhất là cái khăn anh em, cái khăn để chống bị stun nè, CC nè. Ấy con Warwick cũng vậy, con Warwick bữa mình làm cái meta về Warwick giao điện đi chung với thách đấu rồi đó, hót kỹ nữa. Cần nhất là cái khăn, không có khăn thì out top cao á. Hiện tại là mình cũng đang cố gắng mình làm những thử thách của anh em đưa ra cho mình. Thử thách lỗi công nghệ tự chọn nè, thử thách không ghép đồ nè, rồi thử thách các kiểu nhiều lắm. Nói chung là anh em cứ bình tĩnh, tại vì mùa 6 nó cũng mới ra thôi. Mình sẽ cố gắng mình làm đều hàng ngày. Đấy, bỏ thuật sư với lại là bỏ thuật sư những con mà cover tốt là danh này các kiểu á, cover ác lắm. Con Vi này thì mình nghĩ là nên có, tại vì nó đấm xuyên dép á, trên đồ nó kẹp đau hơn, ok. Phá dép các kiểu. Anh em nào mà còn thắc mắc gì về cách chơi cái bài này hoặc là lối chơi gì mà chưa có được giải đáp thì bình luận ở phía dưới mình đọc được là mình trả lời luôn giúp cho anh em. Socks and shoes right off.
you're alive. It's so damn polite. Can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Ok, tạm thời là như vậy nha. Tạm thời, tại vì trận này chuẩn đồ mình ra sớm á, nên đồ nó cũng đẹp lúc đầu game nữa. Lúc đầu game mình không có cần làm gì á, không cần fit máu nhiều cho lắm mà mình vẫn lấy được cái ba ti với lại là cái khăn rồi. Ủa, đồ hình ông này level 7 mà ác quá vậy. Ủa, chuẩn đồ kẹp được anh em ơi. Đấy, carry cứ gọi là phải là tính ha. Đi chung với học giả cho chuẩn đồ đó nó kẹp được nhiều quá. Tại vì skill chuẩn đồ là nó kẹp là lấy đam của đối phương mà nó bù lại đam cho nó mà. Anh em ơi, nên kẹp được càng nhiều thì càng lợi thôi, gì đâu. Darius nè, trận này là vì ô thần tượng nó khá là ngon ở ô 1 với lại là ô 2 luôn, là nên chơi ha. Con này mà carry mà đánh gần á thì thần tượng ô 1 ô 2 á thì chơi được, còn ô 3 ô 4 là vứt nha. Ô 3 ô 4 là chỉ nên chơi những cái bài mà carry đứng sau thôi. Zihin, Seraphin, Orianna, Ugot các kiểu á thì nên chơi. À, mà mình nghĩ riêng con Ugot á là nó O3, O4 đều chơi được luôn á anh em ơi, O2 nữa. Ugot nó vừa bắn xa mà nó vừa bắn gần. Nhìn ảo thật ấy. Này đồ hình đang khá là đẹp rồi, chỉ thiếu một con đấu sĩ nữa nè. Đấu sĩ này mà kẹp thêm được con Yat cũng được. Hoặc là con Tamken này cũng được, tại vì cái búp hó kỹ này cũng không có cần kích cho lắm. Này, mình thấy là những cái bài nào mà hot hiện tại nó đều đi chung được với thuật sư hết đó nha. Tại vì Taric là thứ nhất, Janna là thứ hai, là hai con đang kích những cái búp phải gọi là chất lượng với lại là cover tốt quá đi, búp máu ghê quá. Taric bỏ vào qua là kích được thần tượng nè, xong rồi Janna bỏ vào là kích được thêm thuật sư nè, xong rồi hai con này nó cover thôi chứ tới bến luôn á. Tới bến luôn á. Chắc là ghép hết đồ luôn đi em ơi, tại vì bây giờ thì hết hết ra quá rồi. Mà đồ như này cũng cấn quá, không đồ tăng. Không đồ tăng anh em ơi. Cái này thì tí nữa có thể bỏ JC vào quá. JC thì mình có thể bỏ bớt cái link này ra, cái link này mình bỏ vào á là chỉ để kích cảnh binh thôi. Nếu mà về lay kích JC là ngon hơn. JC kích cảnh binh là ok hơn, tướng 5 vàng mà để sau cuộc bắn nó cũng ok. Cái này là cho con JC hoặc là con Zenith đều vẫn được. Đồ này thì mình nghĩ là con nào cầm là cũng ngon cả. Nếu mà Zenith cuối game bỏ vào thì sẽ kích được thêm cảnh binh, chị em các kiểu. Anh em thấy con chuẩn đồ này đi chúng học giả cái lượng mana mà nó hồi được cắn liên tục ghê không?
Nó phải là như vậy. Cái giáp nè. Ok, mạnh ngay. Giờ tiếp tục tích tiền lên level 9 thôi. Thường là những cái bà mà slow roll như thế này nè, mà anh em mạnh được lúc đầu game á, thì cứ lên level là chuyện bình thường thôi nha. Tầm level 8 là đủ rồi. Nhưng mà trận này mình xanh quá á, tích được tiền nhiều, với lại là trận này chun đồ nó tự ra 3 cho mình sớm quá anh em ơi. Ra 3 chấm mấy là lên được 3 sao rồi. Là tốc độ cực kỳ nhanh luôn á. Trận này mà xui lắm á anh em ơi, là mình chơi tướng một vàng carry mà slow roll á, phải là ra 3 chấm mấy 4 chấm mấy thì mình lên được 3 sao á. Xui lắm luôn á nha. Còn trận này tướng hai vàng mà ra 3 chấm mấy nó tự lên cho mình thì úi trời ơi. Cho gát kìa. Mẹ nó chứ. 10.000 máu anh em ơi, sợ thật. Úi rồi. Không sao anh em ơi. Châu á, đánh lâu cũng chết. Châu đánh lâu cũng chết. Mà tưởng cho gách 10.000 máu của mày tao sợ hả? Quất luôn á. Nhìn cho gách tao hoảng thật á. Không có gì khổng lồ anh em ơi. Nhưng mà vẫn đánh được thôi quá. Chờ lấy được cái này là cũng tạm thôi. Ủa ông kia level 9 luôn rồi. Nhiều anh em cũng bảo là khi mình làm một cái video meta thì mình cũng nói là cách khắc chế cái meta luôn đi. Thì mình thật sự là không có nói được nha anh em ơi. Tại vì cái này là tùy vào trận đấu rồi. Là tùy vào... là cái cách chơi của anh em rồi. Có nhiều khi các bà đã khắc chế được mà anh em chơi một hồi nó không khắc chế được luôn sao. Cũng hên xui lắm. Đấy, chút đồ này nó mạnh thế này cơ mà. Nó mạnh thế này cơ mà. Ông này giá sắp 3 luôn à. Ủa đúng là chỉ có bà mình là chỉ được cái ông cho gách này. Cho gách nó hơn 11.000 máu rồi đấy mà. Ông cầm cái quyền trưởng á. Đánh càng lâu thì nó càng mạnh. Chiến thật chứ. Ok, cốc moi sắp 3 luôn mà. Hôm nay thì chơi bài Mid Fortune Carry mà Mid Fortune chưa lên được 3 sao thì tỷ lệ cúp cao đó. Cái bài Mid Fortune Carry này cũng mạnh lắm nha anh em. Mình đã có làm và gửi tới trên cơm mình rồi đó, anh em có thể lục lại xem không? Cũng khá là mạnh đó nhưng mà phải là Mid Fortune 3. Như mình nói rồi, tướng 1, 2, 3 vàng carry á, bắt buộc phải là 3 sao thì mới top cao được thôi. Còn không là chỉ lọt top là hên lắm luôn rồi đó. Yone lúc carry, Leo Yone lúc carry cũng mạnh. Chết đi luôn.
mang cho gắt kìa. Ai da, cái trận này không có gì khổng lồ là hơi mệt. Tí nữa đánh nó là hơi mệt. May mà mình có cái vút 7 anh em à, ngăn được gọi là hai lần cắn của nó luôn á. Nó cắn trước luôn, tại vì nó full mana mà nó vào là nó cắn luôn á. Mà nó cắn trúng cái con vút 7 là mất một cái stat rồi nè. Mất đam luôn. Mà nó cắn 3 lần 3 cái vút 7 thì nó cũng thắng mình, gọi là mình thắng chắc á. Rồi nốt cái này mời. Thời gian này 2 nè, có tâm kênh này nè. Từ tâm kênh thì chắc là bỏ bớt thần tượng ra đi. Dắt 2 à. Bỏ dắt vào là vừa kích được khó kỹ, vừa là 4 đấu sĩ luôn. Nhưng mà tâm kênh là được tướng 5 vàng. Con chơi gách kẹp con chuẩn đồ hai lần không mất máu luôn anh em. Ủa rồi cuối cùng cũng chết rồi. Vẫn thắng được. Úi xoài. hợp lý. Vẫn thắng được mấy ảo ma chứ. Tăng kinh 2 nè. Cái xa à. Cho nó ăn giáp luôn đi. Tăng kinh chắc 2 chắc chắn là mạnh hơn rồi đó. Dinh nè anh em ơi. Ngon. Có dinh rồi. Bố mày. Dinh nó bắn cho gách ra bẻ luôn. Đang bè tái chế nè. Nó có hơi cấn này nha. Hôm nay thì dắt ba dắp gai các kiểu. Nice so. Muốn bỏ Gravit vào quá anh em ơi, tại vì Gravit vào là vừa kích được học viện với lại là kích được liên xạ luôn á. Có slot bài nữa rồi. Không bỏ được con nào luôn á. Ok, một ông gặp bắn thật, một ông gặp bắn ảo là cái chắc. Mình vẫn thắng nè. Thắng ông ta. Cho gái này nó trâu dữ quá gì. Ủa không nổi luôn kìa. Cốc mo 3 rồi. Ủa cho gách kìa. Cho gách 12.000 rủi máu rồi. Có gì khổng lồ hay không? Không có gì khổng lồ anh em ơi. Có được cái cung xanh vô cực. Mẹ khổ thật. Lấy cung xanh đi anh em ơi. Lấy tạm cái cung xanh đi chứ. Yumi nè. Còn nhiều máu mà, mình tỉnh thôi, gì đâu. Hết tiền cho tâm kỹ năng luôn á trời.
cái đội hình mình thì thật sự là không có xếp được nữa ở đây mà. Nó chỉ có nhiêu đó thôi. Come on. Chuyển đồ. Ủa hay quá, nè mờ chuyển đồ đánh con cho gách hồi con cúp mò chết luôn mà. Ảo thật đây nè mờ. Con cúp mò đầy máu nha, nhưng mà con chuyển đồ nó cầm cái bê ti á, nó đánh con cho gách mà con cúp mò chết luôn. Bỏ dây si vào nha anh em. Kích nhẹ cảnh binh coi. Cảnh binh này về lay thì nó... Ủa, cái gì đây? À đúng rồi đúng rồi. Ông bán ông bán con kia mua cây xe bỏ vào. Tưởng cái gì chứ. Trở lên mà nè. Kẹp chậm liền. Này khó được cốc mò ngon rồi nè. Khó được cốc mò là ngon rồi nè. Ok, cốc mò chết rồi đó. Cái gắt này kẹp sao hết anh em ơi. Quên rồi. Cái gắt này khá là quái vật á. 13.000 mấy máu anh em ơi. Mà tới đây thôi. Ok, về GG tất cả anh em nha. Tạm biệt đang hẹn lần sau. Hãy chắc là nhớ like và sẽ ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.